Thông tin kế tiếp, tôi muốn chia sẻ với các bạn một thông tin cũng rất là lớn mà nhiều bạn cũng thể chờ đợi Đó chính là thông tin liên quan tới Gary Gensler Thì Gary Gensler đã được xác nhận là chủ tịch SEC mới Cuối cùng các bạn thấy được chúng ta đã nhận được thông tin này Thì đây là một cái thông tin rất là lớn Tại vì các bạn cũng nên nhớ là Gary Gensler trước đây là chủ tịch của CFTC Đội ban lý hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ Thì trước đây Gary Gensler đã từng đứng ra để mà hỗ trợ thị trường crypto này Để mà nói tốt về thị trường crypto này đưa ra những cái tư tưởng là ủng hộ thị trường crypto đã từ rất lâu và sau khi mà Jerry Gensler rời khỏi chức vụ của mình là chủ tịch của CFTC, ban quản lý hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ thì ông ta đã trở thành một giáo sư của trường học MIT và dạy về gì? Và dạy về blockchain và bitcoin và Bây giờ Gary Gensler ai? Gary Gensler đó chính là chủ tịch SEC mới Có nghĩa là chúng ta thấy được là thị trường crypto đã có thêm một người bạn đầy quyền lực Đó chính là chủ tịch của ban quản lý chứng khoán của Hoa Kỳ Thì hai điều, hai điều mà nhiều người đang suy nghĩ bây giờ Là đối với cái sự kiện này thì Gary Gensler có thể thúc đẩy sự chấp nhận của một Bitcoin ETF hay là không Đó điều đầu tiên, điều thứ nhì đó chính là liên quan tới sự kiện của uh, XRP thì công Ripple đang bị kiện bởi SEC bây giờ Jay Cancel đã trở thành chủ tịch mới thì có thay đổi gì hay không chúng ta cứ tiếp tục chờ đợi mà thôi điều kế tiếp mà chúng ta muốn nói tới đó chính là bây giờ ở thời điểm hiện tại các bạn thấy được chúng ta vẫn tiếp tục đi theo cái mô hình stock to flow thì có một số điều có thể nhiều bạn không biết là trên thị trường bây giờ là có nhiều mô hình stock to flow khác nhau chứ không phải giống nhau bởi vì nhiều khi các bạn đi lên những trang web khác nhau nên thì lại thấy cái mô hình này nó khác được một chút nhưng mà đây là cái mô hình đầu tiên cái mô hình mà người ta gọi là cái mô hình căn bản của stock to flow thì mô hình này vẫn cho chúng ta được là bitcoin sẽ đến cái mức giá là 100.000 đô khoảng chừng thời điểm là từ bây giờ cho đến tháng 9 thì giá bitcoin sẽ lên tới 100.000 đô và các bạn thấy được là bitcoin vẫn tiếp tục đi theo cái mô hình này trong vòng mấy năm qua từ khi chúng ta nói tới mô hình này năm 2019 thì Bitcoin vẫn tiếp tục đi theo cái mô hình này thì mô hình này là cái đường mà màu trắng là cái đường trưởng đón giá của mô hình và những cái chấm có nhiều màu đó chính là giá của Bitcoin thì đương nhiên có lúc giá trên cái đường màu trắng có lúc giá dưới đường màu trắng nhưng mà cuối cùng thì trên trung bình giá vẫn đi theo xu hướng của đường màu trắng này và chúng ta có thể thấy Bitcoin đạt 100.000 đô bắt đầu từ tháng này cho đến tháng 9. Đây là cái thời điểm dựa theo mô hình stock to flow chúng ta vẫn tiếp tục trên con đường đến 100.000 đô. Và nếu như mà chúng ta thật sự là có mùa tăng trưởng, có thể là nhiều bạn đã comment nói là năm nay là một năm mà tăng trưởng có thể là khiến cho năm 2017 phải xấu hổ tại vì năm nay có thể là tăng trưởng rất là cao thì chúng ta có thể đi theo mô hình thứ hai của stock to flow và giá Bitcoin có thể là tới mức là 288.000 từ đây cho đến cuối năm chúng ta tiếp tục chờ đợi đi thùng vẫn còn có rất nhiều lòng tin vào thị trường này và đương nhiên một câu hỏi thường được hàng ngày đó chính là thùng có nghĩ là thị trường này đã kết thúc một tăng trưởng hay chưa thì câu trả lời là chưa và các bạn đã xem rất nhiều video trên channel này thuận thường hay chia sẻ rất nhiều những cái ý nghĩ của thuận liên quan tới tại sao thuận vẫn chưa nghĩ là thị trường này đã kết thúc và cho đến ngày hôm nay các bạn có đã biết là những cái phần lời thần chúc đã mua trở lại hết rồi thần đã chúc lời hai lần chứ được tăng trưởng này và chúc lời không phải để lấy tiền ra mà chúc lời làm gì chúc lời để có thể mua lại với cái giá rẻ hơn cho tính bây giờ thì thần vẫn chưa bán bất cứ một đồng bitcoin nào một đồng nhầm nào một đồng litecoin nào bộ đồng Cardano nào và bộ đồng BNB nào. Một trong những điều khác mà nhiều bạn hỏi thuận đó chính là liên quan đến cái sự kiện là bây giờ sàn Binance bắt đầu là có những cái token chứng khoán thì thường cảm thấy đây là một cái thông tin rất nhiều bạn có hứng thú. Thì đây không phải là cái sàn đầu tiên mà có token chứng khoán đã có nhiều dịch vụ khác có token chứng khoán rồi nhưng mà điều mà nhiều người quan tâm đến bây giờ đó chính là Binance là một sàn rất có lớn và cũng rất uy tín. Các bạn cũng đã biết là chúng ta trên channel này đã, đã bắt đầu giới thiệu sàn Binance từ năm 2017. Cho đến bây giờ là một trong những sàn mà cũng rất uy tín trong dòng nhiều năm qua. Và bây giờ đã bắt đầu có token chứng khoán, bắt đầu với token chứng khoán Tesla. Và trong thời gian hai tới đây sẽ có token chứng khoán của Coinbase. Thì kết hoạt động của nó cũng khá thú vị. Các bạn thấy được đây không phải là uh, sàn binance in ra cái token này rồi đem bán để mà kiếm tiền mà thật ra đây là một cái hợp tác giữa sàn binance với lại một công ty để thường xem coi là ở trên bài viết này có để là công ty đó là công ty gì đó chính là cái công ty ở nước đức đây là tên công ty nhưng mà thấy được là công ty hợp tác với là binance chính là cm equity ag đây là một công ty có bàn hoạt động ở nước Đức Và cái hoạt động đó là sàn Binance sẽ đi thu mua cổ phiếu thật sự Và được lưu trữ bởi công ty CM Equity AG này ở nước Đức Có nghĩa là có cổ phiếu thật sự Và sau đó là bán token dựa trên cổ phiếu đó Và trên trang web của Binance rất, rất là rõ Đây tuy là một cái token chứng khoán Nghĩa là không phải là cái cổ phần thật sự của công ty Tesla Hay là công ty Coinbase hay là bất cứ một cái công ty nào sau này mà có token trên sàn của Binance Nhưng mà tại vì sàn Binance lưu trữ cái chứng khoán thực sự thông qua cái sự hợp tác giữa công ty Binance và công ty ở nước Đức thì những người nào mà lưu trữ token vẫn có được quyền lấy được những cái quyền lợi nhưng là nếu như có cổ tức thì sàn Binance sẽ trả và nếu như mà cái cổ phiếu bị chia ra làm đôi thì sàn Binance cũng sẽ chia token là làm đôi có nghĩa là trên căn bản nếu các bạn chỉ quan tâm đến cái số tiền của bạn đầu tư là bây giờ là bao nhiêu thì đây cũng là một trong những cái sự lựa chọn hiện bây giờ tuy nhiên bản thân thuận thì không có sử dụng những cái token này thuận chỉ chia sẻ thông tin tại vì rất nhiều bạn quan tâm đến thông tin này mà thôi chúng ta bây giờ hãy nói tới một số những cái tài liệu thú vị uh, trên on -chain đi thì chúng ta thấy là bây giờ mặc dù là giá Bitcoin đã trên 60 ngàn Bây giờ là 63.150 nhưng mà các bạn thấy là những thợ đào vẫn tiếp tục rất đều, họ không có bán. Các bạn thì được là động tĩnh thợ đào hầu như là không có trong cái thời điểm là từ đầu tháng 3 tới, tới bây giờ, nghĩa là thợ đào vẫn tiếp tục hòa đồ. họ không bán ở cái mức này. Thứ nhì chúng ta nhìn vào tình hình nộp gửi Bitcoin trên sàn thì các bạn thấy được là trong thời gian qua thì cái số Bitcoin các bạn có biết là rời khỏi sàn có nghĩa là cái đường màu đỏ này đi xuống nhiều hơn là đi lên và những lần đi lên thì cũng không đáng kể cho đến ngày hôm nay thì cũng không có sự đáng kể liên quan đến cái số lượng Bitcoin nạp vào và trong thời gian dài hạn nhìn xa hơn thì các bạn thấy rõ ràng các bạn thấy được cái đường màu đỏ này đi xuống rất là lẹ từ đầu tháng 4 cho tới cái thời điểm là khoảng chừng là ngày 6 tây 7 tây tháng 4 có nghĩa là cái số lượng Bitcoin rời khỏi sàn rất là nhanh nhưng mà trong thời gian à, khoảng chừng là một tuần qua thì hầu như là đi hàng ngàn ở thời điểm hiện bây giờ không tiếp tục đi xuống nữa nhưng mà chúng ta cũng thấy là không có dấu hiệu là nhiều Bitcoin được đưa lên sàn ở thời điểm hiện tại ở cái mức giá là 63.000 chúng ta nhìn vào tài liệu khác nữa đây là cái tài liệu liên quan đến có bao nhiêu Bitcoin được đưa lên trên sàn trong cái thời gian gần đây thì chúng ta thấy được là nhìn xa hơn các bạn thấy đây là tính theo là nến giờ thì nhìn xa hơn thì chúng ta thấy rất rõ ràng những cái thanh màu đỏ đó thì không có lên cao mỗi lần mà lên cao giống như các bạn thấy được là thời điểm khoảng chừng là đầu tháng tư đây là những thời điểm mà có nhiều bịch ngôi được đưa lên sàn để làm gì thì, thì đương nhiên nhiều người nghĩ là đưa lên sàn để mà bán tại vì đây là tính theo bao nhiêu giao dịch đẩy Bitcoin lên sàn thì chúng ta bây giờ zoom vào đi các bạn thì được là trong cái thời gian có thể nói là từ một tuần qua cho tới bây giờ thì không có những dấu hiệu là có nhiều Bitcoin đưa lên sàn và ngược lại chúng ta thấy là đây là tài liệu liên quan tới bao nhiêu độn định đưa lên sàn thì sau nhiều ngày im lặng các bạn thì được là cái đường màu đỏ này hầu như không có phản ứng đường màu đỏ trên màn hình thì hôm qua thì hôm đang rất nhiều thông tin là có rất nhiều những giao dịch đẩy đầu ổn định lên trên sàn và chúng ta thấy rất rõ ràng là trong cái thời gian là 24 giờ qua từ ngày 13 tới ngày 14 thì chúng ta thấy được là có rất nhiều những đầu ổn định đang được đẩy lên trên sàn đó là lý do tại sao mà chúng ta thấy được là giá cả tăng mạnh trong vòng 24 giờ qua tại vì nhiều đầu ổn định được đẩy lên trên sàn nhưng mà trong thời gian mấy tiếng đồng hồ qua thì đã yên lặng trở lại có nghĩa là nhìn chung thì các bạn thấy được là tình hình cũng rất là tốt chúng ta không thấy dấu hiệu bán đến từ đầu hết các bạn thấy được là những thời đào cũng không có dấu hiệu bán chúng ta thấy được là những cái vôi cũng không có dấu hiệu bán cũng không có dấu hiệu mua chúng ta thấy được là cái số lượng khỏi đẩy lên trên sàn cũng không đáng kể nhưng mà ngược lại chúng ta lại thấy được là có nhiều giao dịch đẩy đồng ổn định lên trên sàn đây là một dấu hiệu dẫn đến là giá cả tăng trưởng trong cái thời gian 24 giờ qua chúng ta bây giờ hãy chuyển qua và nói về Ethereum đi Thì câu chuyện của Ethereum đó thì khác với lại Bitcoin tại vì các bạn thấy được là Cũng có điều tương tự đó chính là cái số lượng đưa lên trên sàn so với rút ra đó thì rút ra nhiều hơn là đưa lên trên sàn cho nên các bạn thấy được là những cái thanh mà màu đỏ đi xuống thì nhiều hơn và dài hơn là những thanh đi lên có nghĩa là trong thời gian gần đây các bạn thấy được là đây là tính từ tháng 3 cho tới, tới bây giờ thì hầu như là chúng ta chỉ thấy nhiều Ethereum rời khỏi sàn mà thôi và rất rõ ràng khi mà các bạn nhìn vào cái tình hình cái đường màu đỏ này là từ tháng 8 năm ngoái tới bây giờ khác lên Bitcoin là các bạn thấy được tốc độ đi xuống của Ethereum vẫn còn rất là nhanh càng ngày càng ngày càng ít được Ethereum trên sàn hơn và nhìn tổng quát hơn thì các bạn thấy được là một trong những cái biểu đồ ở trên Classno mà thường quan tâm đến đó chính là cái số lượng ví mà có hơn 1.000 Ethereum. Thì một trong những video mà Thuận quan tâm đến đó chính là cái số lượng ví mà có hơn 10.000 Ethereum. Có nghĩa là chúng ta tính theo giá hiện tại đó 10.000 Ethereum là khoảng 24 triệu. Thì đây là những ví, có thể nói là những ví mà lưu trữ nhiều Ethereum, có thể là những ví của những công ty hay là những tổ chức đầu tư, những cá voi hay là một người nào đó mà có nhiều tiền. Thì các bạn thấy được chúng ta nhìn vào cái đường màu xanh này thì các bạn thấy được là trong cái thời điểm từ tháng 10 của năm ngoái cho đến cái thời điểm là các bạn thấy được là tháng 2, cuối tháng 2 thì từ tháng 10 năm ngoái cho đến tháng 2 của năm 2021 thì đường màu xanh này cứ tiếp tục tăng trưởng nghĩa là càng ngày lại càng có nhiều ví lưu trữ hơn 10.000 Ethereum. Sau đó thì một hiện tượng đó chính là từ đầu tháng 3, cuối tháng 2 đầu tháng 3 mãi cho đến là 10 tây tháng 4 thì đường màu xanh này điều chỉnh trở lại có nghĩa là có cái số lượng ví trên 10.000 Ethereum ít hơn Nhưng mà gần đây các bạn thấy được là từ 10 tây tháng 4 cho đến thời điểm bây giờ thì lại tăng ngược trở lại Thì đây là một trong những dấu hiệu có thể tương tự như là Bitcoin Các bạn thấy được Bitcoin cũng có những điều tương tự xảy ra Là cái số lượng ví của nhiều Bitcoin tăng lên Rồi sau đó điều chỉnh xuống Rồi sau đó lại ổn định lại Và có xu hướng tăng trưởng trở lại Thì Ethereum cũng tương tự có thể là tại vì Ethereum các bạn thấy được là tăng trưởng À, tích lũy nhiều từ tháng 10 cho đến tháng 2 nhưng mà trong thời gian này giá Ether các bạn thấy được là cái đường màu trắng trên màn hình tăng trưởng nhanh cho nên khi mà đến gần cây cuối quý thì có nhiều tổ chức đầu tư nhiều nhà đầu tư họ sẽ cân bằng lại trên đầu tư của mình cho nên có thể bán đi một số Ethereum để giữ được cái phần trăm cân bằng giống như là chúng ta đã nói giả sử như một người nào đó muốn lưu trữ 10 Ethereum thì có thể là họ phải cân bằng cái chương mục đầu tư trở lại để cho là Ethereum khi mà tăng giá quá nhiều họ phải bán để cho cái số phần trăm giống như là ban đầu khi mà họ bắt đầu đầu tư thì các bạn thấy được là bây giờ chúng ta đã bước qua cái quý 2 rồi đây cũng là một trong lý do thường suy nghĩ đến tại sao mà lại có cái hiện tượng là cái đường màu xanh được tăng lên càng ngày càng nhiều người lưu trữ hơn 10.000 Ethereum sau đó lại có cái sự điều chỉnh đi xuống bây giờ đã tăng trở lại nhưng mà ít ra các bạn thấy được là Ethereum so với lại Bitcoin đó thì cái biểu đồ này nhìn tốt hơn có nghĩa là chúng ta thấy là càng ngày lại càng có nhiều cá voi xuất hiện ở trên mạng lưới của Ethereum đây là một điều rất là quan trọng mà chúng ta cần phải để ý đến và đây là cái thông tin mà thường muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay giá Bitcoin thì các bạn thấy được là vẫn trên 63.000 bây giờ là 63.070 đô Ethereum thì 2.468 và Ethereum các bạn có đã biết là trong vòng có thể nói là nửa năm qua Hầu như là thường nói tới Ethereum. Ethereum, Ethereum, rất là nhiều lần Và lòng tin của thường đối với Ethereum như thế nào Các bạn thấy được là Ethereum Ngoài trừ Bitcoin ra thì Ethereum là đồng đứng thứ nhì mà thường lưu trữ nhiều nhất hiện bây giờ Và các bạn thấy được chỉ cần đi tìm kiếm từ Ethereum thôi thì thường đã làm vô số những video liên quan tới Ethereum và một trong những cái video đầu tiên thường làm trên channel này đó chính là tìm là gì? Đây là cái video cách đây 3 năm, 31.000 view cách đây 3 năm Thì à, các bạn thấy được là một trong những người mà tin tưởng Temium Thuận đã chia sẻ rất nhiều về cái đồng này Và vẫn là một nền tảng thường rất là tin tưởng và trong thời gian gần đây Thuận hầu như là dùng rất nhiều tâm trí và thời gian và tài lực để mà thu mua Ethereum. Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video ngày hôm nay. Và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.